Một thách thức đối với việc lựa chọn sách giáo khoa và chương trình học tại Việt Nam đã xuất hiện sau khi quy định về đổi mới chương trình và sách giáo khoa được áp dụng trong 3 năm. Mặc dù chương trình mới được coi là pháp lệnh, tuy nhiên việc lựa chọn sách giáo khoa vẫn chưa thực sự thuộc về người học và vì người học. Tại cuộc họp giữa đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình và sách giáo khoa với Chính phủ, đại biểu Trần Văn Lâm đã đặt ra vấn đề về việc vận hành nhiều bộ sách giáo khoa hiện nay. Ông đã đề cập đến việc liệu học sinh có thể dựa vào bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào được Bộ GD đội tuyển phê duyệt, hay vẫn phải tuân theo sách giáo khoa do nhà trường lựa chọn. Đại biểu Lâm cũng đề xuất rằng liệu Bộ GD đội tuyển có quyết tâm thực hiện đổi mới một cách triệt để hay vẫn duy trì việc sử dụng một bộ sách giáo khoa duy nhất trong mỗi lớp, mỗi trường. Ông lên tiếng về việc chọn lựa sách giáo khoa khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định về việc này, khiến cho việc lựa chọn sách giáo khoa dưới tầm kiểm soát của địa phương. PGS Vũ Trọng Dĩ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, cho rằng việc lựa chọn sách giáo khoa gặp nhiều vướng mắc khi quyền quyết định chọn sách giáo khoa được chuyển từ TU, theo chương trình cũ, xuống địa phương. Ông nhấn mạnh rằng việc này đã làm cho người dạy và người học chưa thực sự được tham gia vào quá trình lựa chọn sách giáo khoa và gây ra hiểu lầm về vai trò của sách giáo khoa trong quá trình giảng dạy và học tập. Bà Đào Thị Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Bà cho rằng việc chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa cho mỗi lớp và trường học khiến cho việc hiểu nhầm chương trình học và sách giáo khoa là một thực tế. Điều này đặt ra một thách thức trong việc thích ứng với đa dạng của các đối tượng học sinh. Trong tương lai, việc đổi mới và cải tiến chương trình học cùng với việc lựa chọn sách giáo khoa phải đi đôi với việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và sự tham gia của cả người học và người dạy, để đảm bảo môi trường học tập đa dạng và thích hợp nhất cho tất cả học sinh. Việc lựa chọn sách giáo khoa tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với một số thách thức và quan điểm khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo, GD đội tuyển, đã nhận định rằng quá trình lựa chọn sách giáo khoa còn hạn chế. Một phần vấn đề nằm ở việc thay đổi quan niệm về vai trò của sách giáo khoa và tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Mặc dù sách giáo khoa được xem như tài liệu tham khảo, quan điểm về vai trò của sách giáo khoa vẫn đang chưa được thống nhất. Điều này đã dẫn đến việc lựa chọn sách giáo khoa vẫn chưa thực sự theo kịp yêu cầu mới của chương trình học. Từ khi quyền quyết định về lựa chọn sách giáo khoa được chuyển từ TU, theo chương trình cũ, cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, việc địa phương thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa cũng đang gặp phải nhiều vướng mắc. Nhiều người đã phàn nàn về việc các địa phương áp đặt lựa chọn sách giáo khoa, và quy trình đề xuất cũng chưa đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Một số giáo viên ở các tỉnh như Quảng Ngãi đã cho biết rằng việc lựa chọn sách giáo khoa tại địa phương vẫn chưa linh hoạt và chưa đảm bảo sự phù hợp với điều kiện dạy học và đối tượng học sinh. Tại Hà Nội, mặc dù các trường có thể sử dụng các sách giáo khoa do Bộ GD đội tuyển phê duyệt, nhưng vẫn chưa có chính sách cho phép học sinh và phụ huynh lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với nhu cầu của họ. Trong tương lai, có ý kiến xem xét trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho giáo viên, học sinh và phụ huynh thay vì giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Việc này có thể giúp đảm bảo tính minh bạch và tham gia của các bên liên quan trong việc quyết định về sách giáo khoa, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn cho việc thích ứng với đa dạng của các đối tượng học sinh. Việc lựa chọn sách giáo khoa tại Việt Nam đang đối diện với một loạt thách thức và yêu cầu sự quan tâm cân nhắc. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, GD đội tuyển, quá trình lựa chọn sách giáo khoa trong chuẩn bị cho năm học mới vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề. Thống kê cho thấy có khoảng 41% tỉnh chọn nhiều hơn một bộ sách giáo khoa cho mỗi môn học, 54% tỉnh chọn nhiều bộ sách giáo khoa cho một số môn, và chỉ có 5% tỉnh duy trì việc chọn một bộ sách giáo khoa cho từng môn học. Bà Nguyễn Thị Hà, đại biểu Quốc hội khóa 15, đã chia sẻ quan điểm rằng việc lựa chọn sách giáo khoa nên được thực hiện theo đặc thù vùng miền, giáo viên và học sinh. Bà nhấn mạnh sự cần thiết của các hướng dẫn tôn trọng quyền lựa chọn sách giáo khoa của cá nhân và tập thể sử dụng sách. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh việc cần có biện pháp quản lý để tránh tình trạng lựa chọn sách giáo khoa tràn lan và tiêu cực. Bà đề xuất việc chọn thành viên hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cần tuân theo tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình và sách giáo khoa cũng đã đề nghị Chính phủ xem xét về việc triển khai nhiều sách giáo khoa cho mỗi môn học và khả năng áp dụng nhiều bộ sách giáo khoa cùng lúc trong cùng một cơ sở giáo dục. Họ cũng đặt ra câu hỏi về việc cần sửa đổi quy định để giao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục và hướng tới mục tiêu quyền lựa chọn sách giáo khoa thuộc về học sinh, giáo viên và phụ huynh. Trong văn bản báo cáo đoàn giám sát gần đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, GD đội tuyển, đã phân tích rằng đối với từng môn học, giáo viên và học sinh có thể sử dụng đồng thời nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau. Tuy nhiên, việc đáp ứng cùng lúc một yêu cầu trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 thông qua các sách giáo khoa với cách tiếp cận khác nhau, hướng dẫn học sinh với nhiều nguồn học liệu khác nhau là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi giáo viên có năng lực sư phạm cao, học sinh phải tự giác học và sĩ số lớp không được quá đông.
Với tình hình thực tế hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục phổ thông vẫn chưa thể đáp ứng được những yêu cầu này, người đứng đầu ngành GD đội tuyển đã đưa ra nhận định. Về việc xem xét trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, Chính phủ đã đưa ra quan điểm rằng điều này thể hiện tinh thần dân chủ tốt nhất và phù hợp nhất với điều kiện dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo Bộ GD đội tuyển nghiên cứu sửa đổi, bổ sung thông tư số 25/2020, TT Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến lựa chọn sách giáo khoa với mục tiêu tăng cường vai trò tự chủ trong việc lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường, như được đề cập trong báo cáo của đoàn giám sát. Trong thời kỳ học tại trường tiểu học, học sinh còn quá nhỏ để tham gia vào quyết định chọn sách giáo khoa, nhưng vai trò của phụ huynh là rất quan trọng. Nhà trường cần lắng nghe ý kiến của phụ huynh, bởi họ hàng ngày đồng hành cùng giáo viên trong việc giảng dạy và hướng dẫn con cái tự học ở nhà. Bà Nguyễn Phương Hoa, hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã chia sẻ quan điểm rằng người sử dụng nên được quyền tự lựa chọn sách giáo khoa vì họ mới biết được nhu cầu và thiếu sót của bản thân. Thực tế hiện nay, sách giáo khoa không còn được coi như là một pháp lệnh như trước, mà chỉ đơn thuần là tài liệu tham khảo. Vì vậy, việc thống nhất giữa giáo viên và học sinh về lựa chọn sách giáo khoa không cần phải dựa vào ý kiến của hội đồng cấp trên như hiện nay. Tuy vậy, cô cũng lưu ý rằng việc này vẫn có thể gây ra một số tình huống nếu người sử dụng không được hướng dẫn cụ thể.